Radiant Team Bang. Xin chào các bạn, trở lại với game đấu thứ 3 giữa team eHome Luminous và Nubian trong khuôn khổ playoff vòng loại Trung Quốc của giải Star Ladder. Này là thứ 13 rồi, kết hợp với cả iLeague luôn. Lại là ban đi Daxia, Queen of Pain. Game này đâm bị ban. Reserve time. Dire team pick. Và đó là ban đi ẩn đai game trước. Bộ đôi hai cọc bên phía Luminous quá bá đạo. Ẩn đai cọc bất na, thêm con HK đứng đó nữa. Không ai có thể cản được. Đó là Thirst dành cho bên phía Luminous rồi. Ba game nào cũng có Thirst. Và đội nào cầm Thirst thì đội đó win. Ở game này thì Luminous đã pick cho mình đó Thirst K. Còn Nibiyan đó là bộ đôi SF và Winter Weaver. Khả năng mà SF lên Blink thì có lẽ trong bắp thôi, răng ít khi. Nếu cái này có Blink kết hợp khá hay. Blink vào cái ngay con Winter Cut bùng cháy. Kiểu gần hết Winter Cut mà bùng cháy là chuẩn nhất. Night Stalker cho bên phía Luminous, Bandit Spirit Breaker. Với hai con hero càn lướt, Thirst và Night Stalker ở những tầm đầu mid game như thế này, thấy có vẻ căng rồi. 10 seconds remaining. Thấy có vẻ căng. 5 seconds remaining. Đã ban đi Huska từ phía của Nibiyan. Radiant team back. Còn Luminous thì ban đi Akemis. Bet 10 kill Nibiyan thì đang thấy teo rồi đó. Thấy bên phía kia sợ Bích đánh nhau sớm mệt. 5 seconds remaining. Akemis lên bị nép. Trả lại yên bình cho răng. Răng đừng có con nào quá im ba. Con Nack bị nép cái farm rừng rồi ai biết nữa đâu. Đó là Clock. Ok, có Clock đánh nhau tốt. Nếu mà bên phía Nibiyan họ cầm cự được khi mà Clock được level 6. Đừng chết quá nhiều chứ khi. Thật sự thì con em nó cũng rất ghét con Clock này rồi. Nên bên phía Nibiyan hợp pick thế này hợp lý. Clock up lane, SF đi mid, Winter còn thiếu một support, một carry nữa cho bên phía Nibiyan. Còn bên phía Luminous thì chắc là một trong hai Thirst hoặc là Stalker sẽ đi up lane. Họ cần thêm một con sub có thể là back up nữa. Bảo kê carry. Con Ace được búp mà, búp một tí ở cái anh run. Mà sự nó vẫn yếu. Viper. Thấy là early SF ở mid là hơi bị xu hướng quỳ rồi. Viper, Night Soccer, Thirst. Có vẻ căng cho SF ở mid. Giải pháp của Nubian sẽ là gì? Với lối đánh tương đối châu bò, ghét nhất là team 5 thằng châu bò. Nó can thì muốn quỳ rồi đó. 5 seconds remaining. Reserve time. See Cứ bình tĩnh, ra bích gì.
Với 3 hero thì có vẻ 10 kill đang hơi nghiêng về bên phía Luminous. Tùy vào hai lượt pick còn lại sau cùng. Bích gì đây, mẹ hơi căng nha bên phía Nibian thật sự. Con Night Stalker với con Viper hơi bị trâu. Rất hay. Nhưng mà đó là team Nibian họ cần mấy cái level 6 với AA cũng như là Clock mới đánh nhau tốt được. Và trong lúc đó là họ phải bảo kê để con SF không cho nó chết quá nhiều em biết. Cần tránh những pha ram găng liên tục từ bên phía của E-Home. Ôi, Usa. Radiant team ban. Là một con có thể càn lướt được với cái ulti giảm đam nhận vào và lượng đam bật lý gây ra rất nhanh. Chưa kể chiêu một có slow gây đam AoE nữa. Tôi đang thấy một đội hình gọi là chó điên rồi. Vâng, nhìn con nào cũng răng rất là ghê tởm bên phía Home Luminous à. Đang sẵn sàng cắn bất kỳ hero nào bên phía cũng đi bị giăng. Bây giờ pick thêm con Lycan nữa không? Nhầm, Lycan thì hơi quá. Còn thiếu một con support hoặc là offlane nếu mà chơi lầy cho Tush và Night Stalker hai con sụp tay ngắn luôn. Mẹ bàn đi con gì từ bên phía của Thiên Vị Giang đây. Bàn đi bao ti, một sự lựa chọn hợp lý khi mà Winter với A thiếu giữ chân mà bao ti, bàn này rất hợp lý. Còn bên phía Lumia họ bàn cũng rất hợp lý đó, bàn đi con Zerocopter sợ kết hợp với Winter hay là Clock rất là mệt. Lượt 3 thứ 5 đây là rất chuẩn rồi. Vấn đề là biết con gì mới là vấn đề. Nếu mà bên Vinny Bian họ chủ đến khi mà Clock với A có level 6 thì may ra được 10 kill. May ra chưa biết. Đối phương thấy châu bò quá. Red King cũng cần level 6 luôn. Winter cũng cần level 6 thôi. Ôi giời ơi. 4 hero thực sự là muốn cần level 6 giống như muốn hiến dân kèo 10 kill vậy. How to đỡ đây. Chỉ cần trụ được thì đến tầm level 6 giống như bên Vinny Bian từ yếu xìu. Từ không có muối nào thành 6 muối. Còn Luminous lượt pick thứ 5. Undying đã bị ban rồi. Nếu mà pick thêm Undying nữa chắc là ông nội luôn, càn vô, hủy diệt. Đó là một con hero nào đó nhiều răng nữa. Mấy thanh niên Luminous đang sẵn sàng để cắn nhau rồi. Bây giờ sẽ suy nghĩ cẩn thận nếu mà muốn phá cái con Bắc Kinh thế này thì thường hay nghĩ đến con Leon, nhưng đó là Slada. Vâng, răng nanh rất là dữ tợn và team 5 can lướt từ bên phía của E-Home Luminous quá ghê, quá tèo, quá gớm ghiếc, đội hình như chó điên luôn. Sẵn sàng lao vào cánh xe đối phương. Mỏng manh như SF thì sau đây sao đỡ. Trời ơi, cờ trắng bóc nha.
Nhẫn bóp có con quà và cờ màu xanh. Không soi được cái cờ buồn. À, bên phía đây hả? Team Home Luminous với DSM cầm Bipper, Freeze cầm Zlada, HIM cầm Nightstalker, Kaido cầm Usa. Người còn lại cầm cho mình Notus. Bên phía Radiant team Newbie Young với L cầm AA, MRR cầm Winter Weaver, SCCC cầm Shadowfin, Zaza cầm Red King và thanh niên còn lại thì cầm cho mình đó là Clock. Tức là Smoke đánh nhau luôn, biết ngay cái bài này sóng chuồng lên, 5 con bay lên cắn xé. Người thấy mùi nguy hiểm rồi. Đây là nâng cho mình cái rocket lấy sai, chứ không phải là cái cock. Cắm mắt ngay mid rồi, early tương đối là khó nhằn cho SF. Chắc chắn là sẽ luôn được hỏi thăm từ phía của Nightstalker cũng như là Tuska. Chắc chắn là cái đường ram chủ yếu của họ sẽ ở đây. Không thì Smoke vào vòng trên đồi xuống, nếu mà Tusk lăn xuống. Còn Nightstalker khi băng bên này mà mid sẽ gọi là hủy diệt. Trời, đứng thủ sẵn rồi, leo vào đầu luôn. Đó là voi như là bóng tuyết. Đây cũng đánh núp vào, rất hay. Như biết được cái bài từ bên phía này rồi. Giờ mới đang dụ ra mời sơi vậy á. Mời sơi con SF vậy á. Không. Con gà, trời. Bay hơi sớm rồi, chỉ kịp bắn một hit thôi. Vâng, với con mắt ở đây thì bên phía của E-Home Luminous họ không biết mùi rồi. Top cũng mới có một rush king. Đã phải đi lên mới cầm bỏ lên rồi bây giờ. Quay ngược lại khi mà đoán được bên phía Nibiyang họ lại bỏ lên top. Help me. Ai cứu SF với. Chỉ dám ôm trụ thôi. Quá nhỏ luôn. Nếu mà trip top trên này thì ai mà stack cho đây. Rocket đã phát hiện là rất hay. Liên tục những pha rocket ra mà bảo kê bằng được. Rất kinh nghiệm từ bên phía của team Nibiyang. Liên tục là biết mùi nguy hiểm mà biết rồi. Giờ chịu thọt cho đồng đội level 6 thì được. Chứ còn chạy cối ăn mấy con rip khi chết là mệt. Để gọi là đỡ bị động thì Nightstalker chuyển xuống bot, chuyển sang áp lực lại con Clock. Ở mid chỉ tầm một pha rồi đi chuyển fail từ phía của SF thôi. Để con Tuska nó block đường là hay muốn nát. Rồi bà bị slow, rất may là không có Tusk ở đây. Lại là Winter và Baby Roshan. Baby Roshan là quá xa thôi, sao rồi? 3 đánh 1 chắc chắn là quỳ xuống first blood rồi. Này thì giúp bạn. Quá nhỏ rồi. Đây, có một mình Usa đây nhưng mà không giết được Usa thì cũng như không. Để thành Usa solo lane. Có stun nhưng mà Covid và cả chiêu 3 luôn. Dồn đam. Một đều, đóng băng là tuyệt vời, một đều thôi. À, được mạng chứ không phải là nhường cho Red King. Support ăn không được, carry farm rip được rồi. Một đều, rất căng. Căng từ những chỉ số mạng đầu tiên. SF tương đối thở được một tí. Chỉ mới thở nhẹ. Không dám thở mạnh. Liên tục là phải hút cần nhằm cánh bình dưỡng khí oxy. Trời ơi, Ray giờ muốn khóc quá.
Có level 2. Về chỉ gần phút thứ tư thôi bắt đầu nguy hiểm luôn. Slada cũng như chỉ ra mid rồi. Trời ơi, mấy anh niên là giống như là mèo đang bét 10 kill cho mấy ổng là. Ơi thôi xong, 3-1, chạy vào nồi, đóng băng, đóng băng. Bay chỉ một lên đóng băng, không đóng băng, trời ơi. Sao không đóng băng trước rồi, làm gì làm. 2-1 cho E-Home Luminous. Một quyết định sáng suốt từ phía Usa, bỏ lên top. Xuống boss farm với clock cho chắc kèo đỡ chết. Trời cái tay đẹp vậy. Trời ơi, tay vậy. E-Fuel Cloud. Và rất đau trời, đấy đứng ba nó chạy vào nồi luôn. Quỳ, lại là quỳ. Ê, vào TP hả? Bỏ đi. Bỏ. 3-1. Sự là bên phía Y Hôn Lưu Hết đang chơi chiến thuật khá là lầy lội. Đây đang là đêm. Không ngại voi luôn. Trời ơi. Anh đi đâu xa bầu ra chết kèo coi. Bet 10 kill anh được bao nhiêu value. Quá căng. Thanh niên Usa để ngực trần. Trời cái vuốt đẹp đấy. Lên ơn từ phía của Night Soccer. Căng, căng. À, mới level 3. Winter cũng 3. Club mới 4 à. Chờ mấy ông level 6 chắc là Viper sắp 6 đấy rồi. Viper 6 có khi SF lại quỳ. Kiểu này chỉ có Led với Viper. Nếu mà có thêm cái Night Soccer nữa thì thôi xong. Chả phép màu nào để AA có thể cứu được. Kiểu này chưa có con rip nào gần chết. Quá căng thẳng. Căng thẳng cả những ai bet 10 kill newbie giang. Thấp nhang. Đang thấp nhang và cầu khấn. Tung quẻ thể loại, gọi thầy, cúng cô hồn, đốt tiền giấy thể loại. Lâu vậy? Sao lại quá lâu? Set rất kinh quá xấu. Cái gì vậy? Cái gì đây? Zara Zara bơi ngửa kiểu của tay. What the hell? Mình vừa được nhìn thấy cái gì đây? Không biết là mình đang nhìn cái gì luôn. Thể loại gì? Thể loại này là bơi ngửa. Lại này thì cũng quỳ. Chưa biết khi nào xong, nói bằng tiếng Trung Quốc thì quỳ không dịch được. Có khi copy ra Google Translate. Tan chu cooler.
Hết rồi. Cái lỗi. Cái lỗi có soi vào rồi nằm ngửa ra. Ok. Tức là đến với em nằm ngửa liền cho anh dâng hiến toàn bộ thân thể. Dạ dạ. Trời. Mất con mắt nè. Mất con mắt nè. Cắm mắt ngay mắt đối phương à. Biết luôn mà con mắt nó sắp hết rồi. Chờ ông này không có tiền mua Senchi, chắc là con mắt nó hết giờ. Tên vào với tên. Lâu lên lên quá tuyệt vời từ phía của ta thôi. Sao ông rồi. Club băng chủ what the hell luôn rồi bây giờ. Vâng, rất may mắn là pha voi hơi vội vàng từ phía của Night Soccer. Thấy voi TP ngay. Trời ơi. Bên phía của team Ý Hồn Lửa bắt gấp quá tuyệt vời. Tuss. Clock 0-3 rồi. Team chết 4 mạng thì một mình chết 3. Cắm mắt phá cam quá dễ hiểu luôn. Đang lấy con bóng để dụ à. Bây giờ nhìn vào cái đam lấy hit deny là biết là con bóng. Thôi sao không biết con bóng là biết đang farm rừng à, cũng như có con mắt đây. Ủa vừa farm mắt rồi. Nhanh. Clock xin đừng feed nữa. Trời ơi. No. Ai ép đều quỳ hết. Vâng, rất may là không lên đồi. Nãy mà lên đồi là có tiền ngay lập tức. Trời ơi, ông còn ăn Roshan nữa sao đỡ. Cuối cùng thì cũng có một người level 6 như này. Đừng anh ơi, đừng cái mạng thứ tư. Mới được nửa tiền cái Blink. Tay ngắn mà đi với con Slada xanh hơn mình rồi, hay muốn thọt rồi đó. Moon kiếp bị chắc vào đầu. Công nhận hôm nay dám đi ăn rune cũng tôi cũng công nhận là bản lĩnh. Nhìn con mắt kia tối hù mà không thấy mắt mũi đâu mà dám ăn rune. 4-1 rồi. Yeah, smoke. Giết Viper. Có slow. Kịp quăng sân. Con viết vào đầu rồi. Một rây ra. Đóng băng lại không? Đó. Kịp đóng băng. Slada sẽ tân 3. Tân 3. Sân 2 rồi. Rây lên. À sắp 5 rồi. À quỳ. 5-1 cho bên phía của team Yom Limit. Bây giờ đến lượt Slada. Còn lại là đóng tích quá đi rồi. Vã rất đau. Còn đó là ulti lên. Rây cuối cùng cái được mạng của con Slada rồi. Thì sẽ tân vào đầu. Đổi mạng không, Rayza, sắp có Ray rồi nhưng... Không, đó chiêu 2 của Winter. Ôi, Winter, thôi xong, đóng băng xong, chạy vào đâu? 3 đánh 1, chú chạy vào đâu? Thôi xong, 7-3. Ama, Yam, con Viper thì ít ra là... 3 đổi 2. 7-3 là... Radiant's middle tower is under attack. Kìa có. Thì có vụ friend would like to watch. Thì có thể loại gửi yêu cầu được xem nữa. Trời ơi, đóng lòng tự hủy rồi. Thôi xong, rip 10 kill rồi. 8-3, chắc chắn luôn. Ơ? Ơ? Đang nhường mạng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái what the phép màu gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? What? What?
Anh lên chấm. Ê what the hell. Report. Report anh nên nhường mạng. Rồi ai cứu ai, vẫn đang giảm đam. Khuất sai. Không kịp rồi. Nhưng đó là còn Aegis trên người. Ray trượt từ vế của SF luôn. Nhà xe mất mạng Aegis. Có ulti chưa? Chưa có ulti. Tám bốn. Vâng, rất may. Và khoảnh khắc clock vừa rồi hút sơn luôn, nhưng đó là có lần bóng tuyết làm gì? Một pha đẩy băng đã đẩy được clock ra ngoài, rất hay. Mà dồn đam vào đầu clock. Đang là bóng tuyết câu giờ A bị chắc rồi A. Trời ơi, đi vô cho sân 2 à. A đi làm gì thế? 9 94 95 96 có đóng băng rồi. Ê có đặt băng. Ulti 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 ulti. Ulti trời ơi trượt mất rồi. Trượt nửa cây số luôn. 59 rồi trời ơi. Về chỉ có team Y mới cứu được Nibiyang. Về chỉ có team Y mà còn phải là không chết mạng nào nữa cơ. Team Y quá xa luôn. Mà đêm đã hù đối phương rồi. Khi mà Night Sucker chạy về thì game cho nhanh. Căng thẳng. Đã có đủ đầy đủ đồ chơi nhưng mà ôi Goblin chưa? Sắp Goblin rồi. Thôi xong. Usa mà Goblin thì A lại quỳ. A rồi chạy vào nồi với Usa luôn. Nếu mà không có backup từ bên phía đồng đội. Rồi em tìm. Ông này mấy ông y hôm luôn, mấy ông bet 10 kêu cho mấy ông chắc kèo luôn. Mấy ông bích như còn smoke. No. 10 mấy giây nữa mới có. SF đang bị chặn đường đây rồi. Chưa có ulti. 10 giây nữa là combo quá đẹp từ bên phía của team hai mạng nằm xuống rồi. Đó là pha tân 2 nhưng mà sao? 7-9 rồi. Ba mạng đâu ra Goblin. Thôi xong rồi. Đóng băng. Đóng băng đâu? Không có đó, đóng băng con rip. Trời ơi. Đóng băng con rip. Trời ơi, ai cứu tôi với? 9-10. Trời ơi là trời. Trời ơi, đóng băng con rip. Reboot. Trời ơi, đóng băng. Đóng băng kìa. Trời ơi. Ông đã bé thua không phải tôi nha. Tại thằng Winter. Trời ơi. 10 đều. Quỳ. Quỳ luôn. Quỳ. Tôi quỳ. Á game. Game đau bụng quá. À, phải lỗi tôi nha, lỗi thằng Winter á, report thằng Winter phát. Đáng lý là anh được 10 kill rồi. Pha đóng băng Adem là chắc chắn anh được 10 kill trước. Có khi Adem chả chết. Trời, tôi nói team Y là team Y đúng không? Trời, phán đúng chuẩn luôn. Ai ngờ ông Winter ông boss next level luôn. Ông đóng băng con rip còn đầy cây máu nữa chứ. Thanh niên Winter lén lút bét 10 kill team bạn. Trời. Chênh lệch bây giờ là 1000 gold cho bên phía của team Nibiyak. Radiant's bottom tower is under attack. Trời, hút kìa. Muốn quỳ quá. Nó mới blink thì sao không rocket lấy sai mà hút. Hút chay nữa chứ. Không chặn được đầu của AA. Trời, nó
Empire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Trời ơi, 3-4 ông để deny luôn. TB xuống bot, nhưng mà đây đang chờ sẵn 3 người rồi. 4 cái TB luôn, tên vào đầu của con Night Stalker. Quang ulti lên từ VA, thôi xong rồi. Fog Tap đều không kịp né được cái ulti. Mà đam chưa đủ đam. Không đủ đam với điểm Night Stalker rồi. Thật ra quả đó mà Winter TB trước thì đẹp, Winter kết lại được. Nhiều khi mấy pha dép TB cũng nên, ý là lúc ban pick nên xếp hàng tính trước những pha TB. Ai nên là người TB? Nó đạt đến cái đẳng cấp mà TB biết ông nào có ulti TB. Kiểu Glock cũng quỳ chịu sao nổi Usa giờ này. Kiểu như nhìn nó đồng đội có ulti thì biết nên nhường đồng đội TB trước. Vẫn chưa dám stun khi mà sợ lanh bóng tuyết né. Trời ơi! Vâng, vẫn đang nhá bùng cháy thôi. Một pha blink vào dám hồ đó. Bài bắt từ viên một lúc. Giờ Winter kết am thẳng vào đầu, đó là đầu viết. Không, Viper và kịp bật Mecha lên. Edep có khi phải quỳ xuống chứ. Đóng băng lại tuyệt vời từ viết của Winter. Viper đã bị chiều hai của con Winter nằm xuống rồi. Bây giờ Edep vẫn chưa chết, trong khi tất cả phải nằm xuống. Edep vẫn đi chết. Một pha đẩy băng cuối cùng giống như là cứu Edep vậy. Slada không thể nào tiếp cận được. Và Slada cũng như Usa mới té ra ngoài luôn. Vâng, rất may nhờ Tatka. Mười hai mười một cho bên phía Nubian. Tiếp tục. Vâng, chấm hỏi lần thứ hai luôn. Gờ ngại gì mà không vào anh Roshan luôn. Nhà tức là phải TB rồi, nhưng mà này tóc cờ máu không còn nhiều. Trời ơi, ulti hơi sớm rồi, trượt rồi. Chỉ sượt qua người Slada là bây giờ mất ulti rồi. Ẩu quá, sao lại qua ulti sớm khi mà đang đi chờ cướp Roshan sân 4, sân 5. Thôi sao mình sẽ cướp Roshan. Oh, hết invi rồi. Phong táp ra ngoài luôn. Đang đóng băng để tăng lên. 10 giây nữa mới có Usa. Họ cần ăn ngay lập tức trước khi Usa ra. Phong là tớt sẽ cướp. Đẩy đường băng ra lấy sai. Cướp kìa, đừng đấm lên rồi mà Tết cướp được con Roshan luôn. Vừa ăn Roshan vừa cướp cả Roshan. Mecha được bật lên nhưng đó là mạng exit của tất cả phải nằm xuống. Bây giờ Usa sẽ vào vết mạng của con Ezep nhưng đang đóng băng tuyệt vời từ phía Winter. Quang ulti lên từ phía A. Ezep sẽ một pha rây cuối cùng kết thúc được mạng của Tatka. Ezep cũng phải nằm xuống bên đây, đó là Night Stalker định giết được con Winter, nhưng mà Winter báo chiêu 2 để làm gì? Quăng chiêu 2 vào có một mình quăng để làm gì? Rồi xong rồi, Clock không có mana để mà tích lên. Xích. Đúng rồi. Trời ơi, biết cái bài lanh vào cướp Roshan còn để nó đấm ăn Roshan nữa chứ. Chưa kể nhặt cái Aegis GG. Làm cốc nước ghê quá. Thôi xong rồi, nghe nói chú mấy ulti dưới Roshan bị sai lần luôn. TB nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Đó là DD trên người của Viper. Quang ulti ra từ phía của A. Trúng vào Night Stalker rồi hút. Không hút luôn, cắm mắt từ phía của Clock rồi. Hút trúng Viper rồi, đóng con lại Ray. Một Ray, hai Ray. Viper hết ulti A rồi. Viper được đẩy ra ngoài nhờ cái chừng băng của con Tatka rất hay. Bật Mecha lên. Và Ezep sẽ đang tán vào đầu của con Tatka. Winter kết rồi. Night Stalker vẫn chưa nằm xuống. Tatka đang kẹt ở đây. Và Tatka sẽ phải nằm chết thay đồng đội rồi. Chưa kịp uống nước nữa. Trời ơi. Ông nào quăng cái kiểu gì. Quăng phải xa hơn đầu nó một chút chứ. Quăng cái kiểu gì trời. GG luôn thanh niên. Thanh niên nhiều khi nhìn trên minimap và stop trên minimap luôn. Bị lệch. Mong đừng bị giăng như kiểu lúc nào phải có ông fail mới được.
là không có nhiều, chỉ có tầm 2000 gold cho Ehome Luminous. Xa có khi là BKB. BKB chỉ có mỗi hút shot hay là Winter Cut mới có thể là giữ tranh được Usa. Thật sự là BKB cần thiết với Gunty A cũng như stun rồi mini stun các kiểu. Thế trận vẫn chưa biết team nào win được. Đang tương đối là cân kèo. Bên phía Nivian họ có lợi thế về khoản là combo, nếu mà combo đẹp. Còn Ehome thì với sự gọi là đội hình mang thiên hướng gọi là châu bò một tí. Hết smoke rồi. Bay về luôn. Anh tung đôi cánh và bay về. Quay tới quay lui chóng mặt thế. Ông này quay. Thôi té đi, bộ phim này không vui. Goblin chưa? Chưa Goblin. Trời ơi. Hút shot dự dần qua Guntia. Quyết tâm giết bằng được con này Stalker. Và này Stalker chắc chắn là sẽ phải nằm xuống rồi. Không thể nào mà sống được. Trừ khi là con Usa đang bật sẵn ulti anh nguyên đám combo đó thì may ra. Nếu không thì đến chắc là đến Viper cũng chịu không nổi nhiệt luôn. Chắc vào đầu SF rồi. Đi này không kịp. Đó là dân. Chơi lanh nè. Đẩy cóc tuyệt vời. Không kịp lăn bóng tới luôn. Này thì chơi lanh. Một thanh niên tất cả định biểu diễn deny giữa team địch. Bên phía của Ehome Lumios này vẫn có lợi thế được hai con Roshan rồi. Và con thứ ba thì sẽ có Cheese. Cheese mà cầm cho Viper thì có lẽ là Nguyen chắc muốn quỳ mà giết nổi con Viper. Nếu mà không chích điểm được Viper để nó có thể cánh lại chi là xong. Tiếp tục sẽ combat với boss đây. Bỏ thôi, SM ở trên top rồi, không nên. Vâng, Ray rất hay nhưng không có rip nào hết. Rất chuyên nghiệp. Đang phải bỏ về từ bên phía của team Nubian. Bên phía Ehome họ, Ehome Luminous họ không phải vội, họ cứ thông thả chờ con Roshan thứ ba. Chỉ cần ăn được con Roshan thứ ba là họ sẽ có lợi thế rất lớn để win được trận đấu này. Tên các player bên phía Ehome Lumiere thì có vẻ tương đối xa lạ với mình, nhưng mà rank thì cũng rank của họ cũng khá ok. Hai ông 7k, một ông 7k3, một ông 6k8. Ông còn lại thì không để rank, không biết. Mặt bằng chung các Gosu Trung Quốc bây giờ khá là cao. Tầm sắp xỉ 7k hết rồi. Với lượng người chơi quá đông đảo, dân số đông thành ra kiếm tài năng cũng dễ, Gosu cũng nhiều. Đội Gosu cây chát bên Trung Quốc còn nhiều gấp mấy chục lần Gosu cây chát Việt Nam là biết rồi. Lực lượng quá đông đảo.
Xem stream nước ngoài toàn cả triệu người, mấy triệu người coi. Bên nó stream nó easy tiền luôn. Như Japheth định đánh chuyên nghiệp mà thôi, về nhà stream tiền còn nhiều hơn, đánh giải nữa. Ngồi nhà stream easy money. Ơ, Usa, chú vừa blink ra. Chú vừa blink ra, bật BKB cũng như là ulti đang TP. Win the cut tuyệt vời, hút sát luôn hời, overkill từ phía của Glock. Radiant's bottom tower is under attack. 2 phút nữa mới có Roshan, hơi lâu. Cũng may cho đi hôm Luminous là lúc đó Usa không ra rồi. Radiant's top tower is under attack. Chỗ này có khi là phải lên AC giáp cuối cho hỗ trợ team. Mất công bị con Slada trừ giáp quá đau. Xếp lên Manta để giải cái trừ giáp của Slada. Lựa chọn hợp lý. Cảm thấy gần đến đánh nhau phải bật Manta ra. Chứ bật sớm thì cũng đau nhanh lắm, 5 giây rồi. Bật sớm xóa xong Slada chắc lại cũng như không. Bây giờ Ehome Lumiere họ cứ ôm Roshan thôi. Roshan này lợi thế quá lớn, gần như là thêm 2 mạng cho bên phía của Ehome Luminous. Chênh lệch bây giờ lại bắt đầu nhỉnh tí về Nibiyan, 2k5 gold. Đó, 500 kinh nghiệm thôi. 3 cái phật sát luôn để né con Usa. Ghê. Bên Luminous thì có 2 cái BKB. Bipper vẫn còn 10 giây. Chưa bóc tem cái BKB. Cắm mắt nhạy cảm thế. Chuẩn bị xuất hiện Roshan. Cắm. Bây giờ cắm sẽ chi chơi easy luôn. Hai tay ngắn. Usa không dám blink lên, sợ bị focus chết trên đó luôn. Quá nhỏ cho AA. Vừa cắm sau đúng vài giây sau bây giờ. Giờ mới đánh tới à. Tết mà có cái phọt táp thì chắc chắn là Usa tự tin blink lên phá. Gồng chiêu 2 lên phá con mắt từ nửa đốt nhạc phọt về. Đang nhìn vi từ phía Watkins nhưng mà có Senchi trên này. Biết rồi. Có binh từ phía của Night Soccer rồi, mở BKB, win the cup, quay đi vào úp sân, quang ulti A lên, Glock đang giữ trên sau này, mở gót lên, BKB từ phía Bipper thì không bắn được ai, trên này Usa đang vả rất đau với cái BKB của mình, mạng của Watkins sẽ là mất mạng ulti, và Usa phải nằm xuống rồi, một pha đổi lời khi mà Watkins vẫn còn mạng thứ hai, bây giờ sẽ lùi về một chút thôi, cầm bắt, quá tuyệt vời, Winter thì phế con Usa, còn Glock thì đã phế được con Bipper, rất hay. Lấy lại tầm rất chuẩn xác, đó là cây Ghost. Giờ anh Roshan thôi. Roshan có chi? Ủa? TP về đẹp. Có lẽ họ hết chiêu, họ cũng không dám đứng Roshan quá lâu. Họ đã bỏ về hợp lý khi mà xài gần như hết chiêu rồi. Chạy cối chưa chắc đã đem lại được điều gì. Thời gian hồi chiều rất lâu. Lâu nhất đó là 100 giây. Ulti của Watkins. Cần lấy gấp cho mình level 16 để có thể 60 giây.
Đâu? À kìa, thân vào đầu à. Phọt đáp ngay lập tức từ phía của Winter Raven. Điều sai gì vậy lên? Đây các bạn, phọt tiếp từ phía này. Phọt từ bản thân A phọt. Cái thời Nắc hay Usa là ghét nhất là đối phương lên một đống gót hoặc là một đống phọt táp. Chỉ con nào phọt cứu nhau. Và Rosa rất nhanh từ phía Usa khi mà có chữ dắt của Slada hỗ trợ. Bây giờ có chi Quang ulti ra rồi mà. Có lẽ nên bỏ thôi, nên bỏ từ phía của Nibiyan. Bây giờ mà họ lao đánh nhau là điều không tưởng. Đối phương vừa nhặt Aegis vừa nhặt chi là họ cũng không mất gì nhiều. Bên phía Ehome Lumineous, biết đâu với con Roshan thứ ba này họ win được combat. Sắp có cho mình AFKD lên đồ châu bò. Red King đúng như mình nghĩ, có lẽ sẽ lên AC khi mà có cái giáp, ủa cái giáp nhỏ rồi. Còn một cái giáp nhỏ xíu rồi. Hay đổi style qua Lotus Orb. Trận này hôm Lumios cũng tương đối nhiều chiêu target lên Lotus Orb. Mà có lẽ Lotus Orb nên để cho Clock lên là hơn. Còn Red King cần lắm cái AC. Sẽ là AFKD cho SF. Trời Ray. Nghe buồn quá. Bởi vì không ngờ Rip chết nhanh quá, chả cần rơi thứ hai. Vẫn chưa tận dụng lợi thế từ Aegis cũng như là Cheese. Nói chắc là chờ đợi điều gì đây? Cần item gì nữa à? Có gậy xanh, có game trên người cũng Night Talker rồi. Chờ Slada BKB à? Hơi lâu. Gà màu xanh cùng màu với cái hình Nibi luôn. Màu xanh của băng giá. Xanh trắng. Mà chưa đầy 2 phút nữa là mất cái Aegis đây. Khi họ để dành cái chi. Để dành chi lại cầm được chồng lên nhau. Để dành 3-4 cái chi. Reaper vô combat bật chơi. Bất tử. Trừ khi dính con Tia bật không được thôi. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. À vâng, cảm ơn dắt nhỏ lên đít mèo. Mình lại quên mất. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chấm hỏi là thứ ba dành cho bên phía Home Luminous. Lên phá mắt đi, có ai đâu. Cái sai của Night Talker gãy xanh quá im ba. Sự lên giáp phản không phải lựa chọn hợp lý khi mà chắc chắn là biết Usa, biết Bờ sẽ lên BKB thôi.
À, hoặc là nếu xa ông ulti thì phản đam chả nhầm nhò gì. Not so fast. Tưởng để cái giáp đó lên cái AC. Đó, sắp AC rồi. Cục kia giờ còn 2k, 200 gold nữa. Bán Midas à. Ba phút 40 giây là sẽ có Roshan. Smoke 5 từ bên phía của Newbie Young. Smoke 4 à, dính SF. SF sẽ là chim mồi, tất cả đứng một mình. Trời lên ulti rồi lăn vào grip. Quang ulti từ phía A không cần thiết khi mà đó chỉ là con Tuska. Nó không hề trâu. Hút shot trượt rồi. Hút ai vậy? Hút Viper, hút trượt. Rất may cho Ihom Luminous là Nightstalker không bị phát hiện tình huống vừa rồi. Không có khi là mất cùng game. Thấy không? Support mà cứ kiểu đi lên đánh đánh rip bút nhà thế này là muốn nát rồi đó. Con A phải đứng sau. Họ đứng gần gần để back up đỡ bị móc hay gì. Stun vào mồm này thì stun rip Winter Curse luôn trời ơi. Bên phía Nimi Giang họ giống kiểu thu hành. Hút hút à, không chưa có hút. Quyết định cho mình đó là cái xanh để lấy cooldown 12 giây từ phía cái ulti hút shot. Bên Nimi Giang bây giờ sẵn sàng tung ulti luôn. Cho dù là không phải co bên phía của Ihom Luminous. Game này, game 3 này chỉ có lúc 10 kill là vui nhất rồi. Bây giờ không bên nào dám hổ báo, thành ra họ đấu rất cẩn thận. Thật sự là bên phía Ihom Lumiere họ kiểu đi chung mà ăn bên cái combo của bên phía team Nimi Giang là quỳ ngay. Còn Nimi Giang thì cũng không chủ động hút, lại trượt à, hút trượt lắm thế. À, đi ra chặn rip từ phía Uzai, phát hiện từ phía của Clock rồi. Trời ơi. Sao không hút luôn. Giữ lại. Chắc là nghĩ là Usa Blink ra để chặn rip. Để dành cái hút cancel BKB TP. Mà Usa lại đi bộ ra. Vẫn ráng chắc cái chơi từ phía của Slada. Blink vào sân lên rồi. Có vẻ thích chơi chọi à. Thích chọc ghẹo SF à. Chắc cái nữa nè. Đó. Còn Roshan thứ tư đã có rồi, pha đẩy từng băng đã phát hiện được rồi. Cũng như là rocket rất đúng thời điểm từ phía của Club. Đây sẽ là cục chi thứ hai dành cho Viper rồi. Vào hơi vội vàng từ phía của Usa. Rocket hơi sớm. Usa đánh hút shot rồi. Đóng cót giữ trên lại. Winter Curse luôn. Có vẻ là quá vội vàng, và còn đó là ulti trên người của Usa bùng cháy lên. Và nó gồng ulti lên rồi. Búp ơn vào đầu của Usa, không cho Usa Blink. Usa quỳ rồi, không ai cứu được Usa hết.
Thôi xong. Kiểu không ai xả thân ra cứu. Bên phía của team Nibiyan là hết ba cái ulti rồi. Ulti Clock đang cooldown nhanh nhất. Mười mấy giây nữa. Ơ lăn không tiếp. Lăn hơi sớm rồi. Lăn sớm từ phía của Clock. Và Clock sẽ ơi là Tết nhầm. Tết phải bỏ mạng rồi. Tết tưởng dễ anh như lần cướp trước nhưng mà không. Bên phía của Nibiyan hay ngửi mùi họ là dừng đánh. Còn một cây máu làm cho Tết ca định bỏ chạy mà chạy vào nồi thôi. Tự nhiên ngáo ngờ bên phía Ehome Luminous lại thọt. Bây giờ ai cả nó xếp đây? Manta, Butter và AFK đi. Viper kịp bắn được cái không? Đó là sát giữ chân còn Night Stalker chứ không phải là còn Viper. Night Stalker không không chính con TA nhưng mà đang bị dồn đam quá đầu nằm xuống luôn rồi. Lấy con gà ra nhặt cục game rất nhanh tay và bắt từ phía của Night Stalker. Anh xong chủ thành công. Đây dễ được cầm bởi Clock à. Đang dồn đam vào đây, đó là BKB từ phía Usa. Winter cut quá tuyệt vời. Usa quỳ xuống rồi. Winter thì đấu quá tuyệt vời cho pha combat này. Cứu được mạng của Clock cũng như giết được mạng của con Usa. Quỳ rồi. Sẽ là 2-1 cho Nibiyan thôi. Đóng băng tuyệt vời, không thể nào đấm lên trời được. Đắp linh đi té gấp từ phía của Tuska. Clock vẫn còn Aegis là rất là hổ báo. Mất Aegis luôn. Còn chi trên người. Tân rồi. Hút shot lại. Đóng băng lên. Quang ulti từ phía qua. Đó là Blink lên sân vào đầu Viper. Phòng tap đi. Nếu phòng tap vào cái Clock của con Clock quá là hài hước. Và Viper quỳ luôn. Này phòng tap. Ai phòng mà hay thế. Easy hai lane cho bên phía của Nibiyan. Thôi xong, quỳ xuống. Về lay game mà con Rakkin nó chặt, nó crit thì đừng hỏi độ sướng. Hai một cho Nibiyan rồi. Mỗi game đấu khá là bừa. Cảm ơn các bạn theo dõi phần stream bình luận của Minh Phương ở PP Studio. Ta sẽ nghỉ giây lại ít phút trước khi đến với game trận đấu tiếp theo. Game này xong rồi.